Xin chào các bạn, ở đây mình đang có chiếc Nokia X2 và chiếc Zenfone 4 có phiên bản màn hình là 4,5 inch. Thì mình sẽ so sánh xem với phân khúc giá khoảng 2 triệu các bạn nên lựa chọn sản phẩm Android nào phù hợp với mình. Về thiết kế thì mình lựa chọn chiếc X2 là một sản phẩm có thiết kế tốt hơn. Quan trọng là về chất lượng phần cứng. Đó là X2 có những phím bấm bên cạnh ông này bấm rất là tốt, độ đàn hồi cao và dễ chịu. Theo cái đấy Zenfone 4.5 thì những cái phím bấm này rất là khó khăn mới có thể bấm được. Chúng ta thường phải tác động một lực rất là mạnh, cái độ đàn hồi về cái phím cứng của Zenfone 4.5 không thực sự tốt. Chiếc Nokia X2 còn được thêm một điểm cộng và tại sao nó lại tốt hơn là toàn bộ thiết kế của nó rất là cứng cáp. Cầm vào X2 giống như một sản phẩm nguyên khối. Tại vì là cái phần vỏ phía sau này sẽ ôm lấy cái màn hình và những cái linh kiện bên trong. Tức nghĩa là các bạn khi mà rơi vào va đập thì ảnh hưởng sẽ là ảnh hưởng đến cái phần viền và dễ dàng có thể thay đổi một cái màu sắc hoặc một cái vỏ mới mà không bị ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Màn hình cũng là cái mà mình đánh giá Nokia cao hơn một chút, đó là về chất lượng. Thì màn hình của Nokia X2 và Zenfone 4.5 đều sử dụng tấm nền IPS. Tuy nhiên thì Nokia thể hiện màu sắc đẹp, tươi, sâu cũng như là cái góc nhìn nó tốt. Nokia X2 của ta thì không được trang bị cái tính năng thông minh giống như kiểu Zenfone. Zenfone thì có khả năng tùy chỉnh màn hình rất là linh hoạt, như là nhiệt độ màu sắc có thể đậm nhạt hoặc là ám xanh hoặc ám vàng tùy theo cái mức độ, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Hay là ta có thể tinh chỉnh được sắc thái, thiên về màu tím, màu xanh, màu vàng và độ bão hòa màu sắc. Đây là một tính năng rất tuyệt vời của Asus, giúp cho cải thiện một chút phần nào về cái khả năng hiển thị của chiếc Zenfone 4.5. Nhưng mà nhìn chung về chất lượng phần cứng thì Zenfone 4.5 màn hình của nó bị nhợt, cũng như là cái độ chi tiết không cao. Khi mà nhìn vào thực sự là cái màn hình Zenfone 4.5 nhìn bình thường thì không sao, nhưng mà đặt cạnh X2 thì nó tỏ ra là thua kém hơn sản phẩm đến từ Nokia. Cái yếu tố thứ ba thì mình đã đánh giá cao hơn Zenfone 4.5 là về phần mềm. Nó là sản phẩm chạy Android 4.4, như vậy là một điểm đã hơn X2 mới chỉ chạy 4.3. Thứ hai là tất cả những dịch vụ Google được trang bị đầy đủ ở đây. Chúng ta có dịch vụ Google Play Store với hàng triệu ứng dụng và chúng ta có các dịch vụ đầy đủ như Gmail, bản đồ, ảnh vân vân, và những cái ứng dụng mà hãng Asus trang bị ở đây cũng rất là tuyệt vời. Trong khi đấy thì với chiếc X2 này mình lại không hài lòng về phần mềm của nó. Nó không sử dụng Play Store, bỏ đi mọi cái dịch vụ Google, tức nghĩa là các bạn đã sử dụng máy Android, đồng bộ danh bạ qua đây không được, phải trao chép thủ công bằng một số cái ứng dụng hoặc là bắn qua Bluetooth. Và với chúng ta, thay vì có một kho ứng dụng với hơn triệu ứng dụng của Play Store, ta lại sử dụng Nokia Store với những ứng dụng khá là ít ỏi, và bên cạnh đấy những ứng dụng này lại toàn là cái bản update cũ như là Labanki, Asphalt 8. Những cái ứng dụng mà mình hay sử dụng nhất thì lại toàn những bản cũ chưa được update đều đặn ở trên cái store này. Nó giống như kiểu là các bạn đang sử dụng cái App Store VN vậy, không phải là một cái kho ứng dụng bản quyền. Nó giống như kiểu là các bạn đang sử dụng App Store VN vậy, không được thể download trực tiếp từ Play Store, nên mà những cái phiên bản ví dụ như là có update mới thì lại phải chờ thông qua Nokia để đẩy lên đây, rất là mất thời gian. Bên cạnh đấy thì cái sản phẩm này chúng ta do bỏ đi toàn bộ ứng dụng của Google nên mà mình cảm thấy không hài lòng cho lắm. Rõ ràng các bạn mua Android một phần là do muốn trải nghiệm ứng dụng Google tuyệt vời nhất. Về cái hiệu năng thì mình đã đánh giá hai sản phẩm này đồng đều với nhau. Nếu các bạn đang mong muốn mua cho mình một thiết bị chạy Android tầm giá 2 triệu mượt thì cả hai sản phẩm này đáp ứng tốt. Những gì mà Nokia X2 đem lại cũng khá là bất ngờ. Nó chạy chip Qualcomm Snapdragon 200 và máy này sử dụng 1GB RAM, cấu hình gần tương đồng với lại chiếc Asus Zenfone 4. Nó cũng có cái vi xử lý lõi kép và 1GB RAM. Những cái trải nghiệm như vào game Asphalt 8 và một số ứng dụng thì đều nhanh và mượt như nhau, nên các bạn không cần phải lo lắng về hiệu năng của hai sản phẩm này. Về lượng pin thì hai máy cũng được đồng đều với nhau. Nó đều sử dụng hai SIM, có dung lượng pin thì chênh nhau khoảng 50mAh, một thằng là 1800, một bên thì 1750, đều sử dụng được có khoảng một ngày. Không được ấn tượng cho lắm, nhưng mà với một ngày thì đủ nhu cầu với những người dùng bình thường, chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì thêm được. Camera thì mình đánh giá Zenfone 4 có camera ngon hơn. Camera ở phiên bản 4.5 này có độ phân giải 8MP, chất lượng ảnh nét và màu sắc tươi, còn với X2 thì màu sắc lại hơi nhợt, đặc biệt là trong điều kiện hơi thiếu sáng, lập tức camera X2 sẽ thể hiện cái điểm yếu của mình. Camera X2 chỉ quay phim được HD 720p, còn Zenfone 4.5 quay được cái độ phân giải Full HD, như vậy là cao hơn hẳn rồi. Bên cạnh đấy, thêm một yếu điểm nữa mà X2 kém hơn đó là về bộ nhớ. Zenfone 4.5 có bộ nhớ trong 8GB và dư 6GB, chứ bạn thì thoải mái cài game ứng dụng lên đây, rất là dễ chịu, cài được game Asphalt 8 và một số game nặng khác. Trong khi đấy, với cái sản phẩm mình đang có trong tay này là X2, nó chỉ có 2GB bộ nhớ trong để cài game ứng dụng. Update một phát game Asphalt 8 lập tức không còn chỗ trống để update những ứng dụng khác trong máy, và game và ứng dụng bên ngoài cài vào cũng chịu. Thẻ nhớ thì lắp vào chẳng có tác dụng gì, không thể di chuyển được game ứng dụng lên thẻ nhớ cũng như là cài đặt trực tiếp lên. Có lẽ chúng ta lại phải chờ root để có thể thực hiện những thao tác nó chuyên nghiệp để đưa được các game ứng dụng mở rộng bộ nhớ máy tốt hơn. Như vậy mình hoàn thành xong bài so sánh giữa hai sản phẩm này. Đơn giản là nếu mà ai đang muốn tìm cho mình một cái sản phẩm trải nghiệm Android tốt nhất thì mình khuyên các bạn nên lựa chọn Zenfone 4.5. Nó chạy mặc định ở Google, chạy phiên bản Android 4.4 mới nhất, có thể cài đặt game ứng dụng một cách thoải mái lên sản phẩm này và có cầm camera ngon. Trong khi đấy thì nếu mà các bạn xưa nay vẫn thích Nokia và muốn mua một sản phẩm chạy Android nhưng mới lạ, tại vì nó là những gì mà giống như kiểu là một chiếc Lumia chạy Android thì tuyệt vời hơn.
nó giống như kiểu là một chiếc Lumia cho Android. Tại vì các bạn thấy là giao diện giống Windows Phone 8, màn hình có thể tinh chỉnh được những cái kích thước nhỏ gọn khác nhau, y hệt giống như kiểu Lifetime của Windows Phone 8. Chúng ta lại có một cái Fastlane rất là đặc trưng của Nokia với các sản phẩm giá rẻ này, liệt kê danh sách công dụng theo dạng Alpha B cũng giống hệt Windows Phone 8 và thậm chí đến giao diện đa nhiệm cũng của Windows Phone 8 luôn. Thế nên đây là một sản phẩm chạy Android nhưng lại khác biệt hẳn so với bất kỳ một thiết bị nào đã từng xuất hiện trên thị trường. Ta phải chấp nhận một số điểm khá là tù. Nó có điểm mạnh là màn hình đẹp, thiết kế chắc chắn. Đó là những gì mà các bạn đang yêu thích ở Nokia thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.